Hướng dẫn được. Cứ coi cái thiết kế đi. Cứ coi thiết kế. Cái tường này đập đi được mà. Được, tại vì tường này nó không phải tường chịu lực nên là đập được. Tường này nó có 10 phân. Cái này tại vì người ta làm cái đôi khi làm cái phần đọc sách ấy. Làm cái cũng được. Ủa, mình có nói gì? Rồi để ra mình gọi cho anh Minh không? Xem đây.